Trận đấu bắt đầu rồi. Vâng, vẫn là cái đội X-Bow quen thuộc của Tali. Anh phải nói đây, một người đánh X-Bow rất là tốt. Tuy nhiên, bắn đi vào trụ không, ôi, chúng ta bắn đi vào trụ rồi. Cái deck của Artorias thì có mình nghĩ là đây là một cái deck 3 must rồi. Và đã có lợi thế với hai mình rồi. Nova Abac cùng giải ở đâu mình quên mất là Nova Abac có cùng với lại Việt Nam Warrior hay là cùng với lại VN Champion đây. Mình không nhớ lắm, quên mất. Mình không biết cả. Và bà mất rồi, bây giờ X-Bow đã thổ như thế nào đây? Lúc nãy thì các bạn nếu mà các xem thì cũng nhím cũng đánh một cái X-Bow mà gặp ba mất như thế này là sẽ bị thua. Và bây giờ là chúng ta cần phải xem là Tali anh xử lý như thế nào đây. Đây là một cái đích thủ của Tali. Nhưng mà gặp 3 mất thì rất là khó vì là X-Bow không thể công được, X-Bow phải thủ. Vậy mà một cái loss thì làm sao có thể xử lý, vẫn xử lý tốt được mấy con mình order. Tuy nhiên lợi thế về Eli rất là nhiều rồi, thủ như thế nào đây? Thủ được trong những tuần tiếp theo này chỉ cần một cái rocket, cần phải hai rocket, một rocket và một lock. Mình nhớ công nhận sát thương của rocket là 198 hay 196 gì đấy. Có đây, Tali. Có căn trồng rất có căn đây, ba mất là cắm X-Bow thì X-Bow sắp mặt lờ. Con Miner đã bao trụ rồi. Bây giờ không thể rocket được không? Đủ không? Không đủ rồi. Mình nhớ là cần phải có hai lock mà. Đủ được con này không? Rocket không? Vẫn ok. Rất là thông minh, rất là tốt mạnh. Người gần lại hay lắm. Đắp. Tali ơi, đánh khét quá. Một cái lock thôi và một cái rocket nữa. Come on, một cái rocket và một cái lock nữa thôi. Tali nhìn phải khép hơn nhiều. Một cái rocket nữa. Đủ rồi. Hay quá. Rồi anh em, hay quá. Thế mới được xứng đáng là Tali chứ. Nếu ở trong cái bài lúc nãy ép, nếu mà thằng Azorit này nó đẩy 3 mất cao hơn một chút, đẩy cao mức ngay ở giữa trụ ấy, giữa cầu ấy thì hay hơn biết nhiều. Và trận đánh sẽ hay hơn. Hay quá, trận này hay quá. Đáng lẽ thằng kia nó phải boost 3 mất ngay cầu thì mình rất là khó. Tali này. Một cái bình. Combo như thế này thì cục xúc quá mất luôn cả chục rồi. Có all round, đây là một cái deck Golem rồi. Phải nói dù rất là ok. Và Tali đang mang một cái deck Golem. Còn với người chơi kia thì nó là một cái deck Mammoth. Rất cục xúc. Phải dùng nó ra rồi, vẫn núp được bà sụp, hay quá.
Và Crow đã vào bên kia rồi, Poison thôi. Dùng Poison được đàn miên hoa được, vào trung công vào được trung công vẫn vào được, vẫn rời, vẫn rỉa tốt. Tuy nhiên Poison đã vượt xa ở trong turn này thì họ chắc chắn là họ sẽ hút ba mất về một phía rồi. Hút ba mất về một phía thì có thể ăn được. Đúng rồi, rất tốt. Có ra, dùng ra để... Đúng rồi, dùng ra, không cần được ra. Giết ngay con Tomo nhắc này, để chấm cái Nam của con Tomo nhắc rất là nhanh. Rất là không đúng. Không có lon, đây là một con Mega này. Dùng Crow rồi, nhưng làm sao có thể break được. Sẽ dụng ra Minion Horder ngay. Nếu mà ra Minion Horder mà dùng Poison thì sẽ rất khó thủ ở trong những tuần tiếp theo. Vâng, và mình nghĩ là ta lên trong trận này nó là thế rồi, mất lợi thế rồi, mà ăn mất chúng rồi, mất chúng rồi. Rất là khó cho ta lên. Một cặp lưỡi cực kỳ là khó chịu. Vâng, còn ra nó tăng tốc rồi. Lại có cả ban nít. Trụ thứ hai đã hạ xuống rồi. Zitali không phải là tích chơi off Moita mà chẳng qua là mình chơi free vì vậy là mỗi có mỗi deck à. Không hiểu là Tali anh sẽ mang cái deck gì đấy. Xbow hot, được một cái deck CC ghế. Anh em ơi, mang deck CC ghế rồi. One hit. Có canon khác không? Ông, đây là một deck mini pack cao. Inset, Bed và Rocket. Who is winning in a total set? I don't know. I think it's Nova will win. Tali. Thằng nào là người thắng à? Chả có thằng nào thắng hết ta. Và quay trở lại với trận đấu thì deck mini Becca này phải một deck cực kỳ là khó chịu. Con đã có IC Priest rồi, hay lắm. Rất là hay rồi, bây giờ Tali sẽ đánh bị lạc hướng thôi khi mà con mini Becca đã bị ra rồi. Con mini Becca ra rồi thì đúng là thời điểm để có thể boost được Mega Knight. Con mini Becca rồi. Mega Knight vẫn 2 hit. Wow, rất là nguy hiểm đây. Họ đã có còn mini Becca rồi. Phải dùng Pocket để thủ trong tên này thôi, rất là chính xác. Push. Hay quá, một push. Tali thì ngầu rồi, siêu ngầu rồi. Nghe mà quay trở lại với trận đấu thì chỉ cần một turn hop nữa thôi và một cái rocket, chỉ cần một cái rocket nữa thôi đã quá thừa rồi. Mini Becca ở trong turn này thì rất là hay, chỉ cần một cái rocket thôi. Chỉ cần một cái rocket thôi là chúng ta đã có Mini Becca. Như thế này thì không đủ rồi.
Một cái rocket nữa thôi, một cái rocket là quá dư rồi, một cái rocket là quá dư rồi. Hay quá. Well played, Ty Lee. Nhớ subscribe để nó biết phí. Nhớ subscribe để nó biết phí.